quan điểm tình yêu của em là trung thành, thấu hiểu. Tình yêu trung thành, từ trung thành. Em nghĩ là bạn Văn là một người cũng khá là khó tính đó. Gái xanh thì tài năng. Tài năng, nhẹ nhàng, tính cách nhẹ nhàng. Nếu trong một mối quan hệ thì tụi em quan trọng nhất là cái gì? Dạ. Thật sự thì hôm nay đến chương trình thì phải là nghiêm túc thì mới đến. Có hai điều quan trọng nhất trong tình yêu. Thứ nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, và thứ hai là sự tôn trọng lẫn nhau. Chắc chắn là nghiêm túc thì mình có tới đây được. Tin tưởng với lại thật sự chân thành với em là được. Nhắm mắt và cảm nhận. Nhắm mắt và cảm nhận đôi tay. Sao? Dạ mềm. Dạ mềm. Mình có một câu về tình yêu rất là hay, đó là một khi đã yêu thì anh sẽ là ngoại lệ duy nhất của em. Wow. Bình yên và cơ hội thì bạn chọn cái nào? Tầm tuổi này ấy, và thì em sẽ chọn cơ hội. Dạ, em thì em chọn bình yên ạ. À.